Hello, xin chào anh em, chào mọi người. Hôm nay mình lại rảnh và cũng có cái bàn là khách hàng cầm tới thì nói là điện vào lúc có lúc không. Thì hôm nay nhân tiện mình kiểm tra, mình cũng tranh thủ chia sẻ luôn xem nó ở cái bệnh như thế nào. Và đặc biệt là những anh nào mà muốn chiều bà xã thì cũng nên xem cái video này để chỉnh sửa cho bà xã và anh là lượt cho nó đẹp. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình sẽ tháo ra và kiểm tra. Các bạn chú ý theo dõi này. Bây giờ mình cắm điện trước này, xem cái đèn báo nó có báo không nữa nhỉ. Này, đèn báo. Cái đèn vàng này là không báo các bạn ạ. Và bây giờ mình rút điện ra mình kiểm tra xem nào. Này chắc nó có gờ cậy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái dây nguồn trước xem nó có thông không đấy à. Bên này vẫn thông nha. Và bên này vẫn thông nha. Tức là cái dây nguồn vẫn còn hoạt động bình thường. Đo luôn này, cái may so này vẫn thông này.
và bây giờ tôi lại cắm điện vào là để xem là ok nè, cắm điện vào. Và mình tiếp tục cắm điện nhé, xem cái đèn này nó có báo không nhá. À, đèn đã báo các bạn ạ. Và mình cắm nút điều chỉnh vào xem là nó có tắt mở được không. Mình giới thiệu nguyên lý của nó luôn nhé. Cái bàn nà này thực ra thì nó là cái chạy theo cái chế độ lung nóng của cái may so, gọi là cái vòng chập may so đây. Đây may so nó từ vòng quanh đây, nằm dưới cái đế nhôm này. Khi dòng điện chạy qua cái may so chịu đựng điện áp khoảng là 220V và tầm hơn 1000W ấy, thì nó sẽ nóng cái này lên. Thì đầu tiên cái nguồn vào thì các bạn nhìn thấy đấy, dây vào nguồn vào nó đến đây và nó qua một cái tiếp điểm đây, tiếp điểm như kiểu dạng công tắc. Thế nhưng mà cái tiếp điểm này thì nó lại có một cái miếng cách nhiệt này nâng lên này. Cái này người ta làm chủ yếu là để khi ví dụ mình bàn nà để lâu quá mà khi mình tăng cái điều chỉnh nhiệt độ ngắt nhanh ngắt chậm này, cái núm này mà nó mình vô tình mình quên hết cỡ, mình tăng hết cỡ ấy, thì mình quên đi, mà mình quên mình để lâu thì cái này nóng lên, nó sẽ gọi là nóng nở ra lạnh con lại. Thì người ta làm nó phụ cho nó là để khi nóng quá, nhiệt độ cao quá nó sẽ tự cong lên, tức là nó bị, nó có độ đàn hồi. Mà còn chủ yếu là nó chạy qua cái rơ le này, đây là cái nút vặn của rơ le, vặn lên vặn xuống. Thì hai cái tiếp điểm này của nó các bạn nhìn rõ chưa, là khi vặn tăng lên thì là nó ấn xuống thanh đàn hồi, nó ấn hai cái tiếp điểm xuống là nó đóng vào nhau, truyền điện từ điểm bắt đầu vào đây và qua cái rơ le điều chỉnh này, người ta thường gọi là lưỡi gà đấy, đóng xuống vào cái thanh này dẫn đến một đầu của may so. Còn một đầu may so thì ăn điện trực tiếp rồi. Mình vặn nhá. Đấy, cái lưỡi gà nó cong lên này và hai tiếp điểm đây. Hai tiếp điểm này nó sẽ giãn ra. Và khi mình vặn xuống thì nó lại đè, nó có cái đàn hồi. Nó đè xuống thì hai chỗ đó nó tiếp điểm nó đóng với nhau thì nó dẫn điện từ nguồn vào đây và qua cái lưỡi gà này sang đến cái cọc thứ hai của may so. Thì trong quá trình sử dụng thì chắc là nó do đánh lửa nhiều quá thì nó bị mo ve, thì mình có thể là dùng cái lưỡi dao nhọn hoặc cái mỏ giấy ráp rất là nhỏ các bạn cho vào các bạn cọ. Ví dụ tôi lấy cái mỏ giấy ráp tôi cắt rất nhỏ đây. Đây là cái mảnh giấy ráp này. Đấy, giấy ráp đánh, người ta đánh gỗ đánh sắt đấy, mình cho vào khe này và mình cọ đi. Đấy. Cọ quay ngửa, cọ mặt trên mặt dưới để cho cái mo ve đấy nó sạch, nó thành cái mạt mà. Và
bây giờ tôi tiếp tục lại cắm điện cho các bạn nhé. Tôi chỉnh với không này, các bạn chú ý cái đèn này. Đèn là không sáng nhá, nhưng mà khi mình tăng lên này, nhiều quá mình đẩy là đó. Cái tiết biển rơ ne này nó sẽ không đóng, vặn mà không đóng, lúc đóng lúc không đấy. Thế bây giờ muốn nó đóng thì mình phải chỉnh cái con ốc này làm sao nó vặn nó xuống đấy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chỉnh các bạn xem. Nhiều con thì nó có con ốc ở giữa cái này và con này hình như nó cũng có đấy, có một con ốc ở giữa đấy, mình chỉ vặn cái con ốc sâu xuống có thể được. Bây giờ tôi sẽ vặn chiếc áp này, tăng lên này, điện vào này. Các bạn thấy chưa? Cái tiếp điểm của nó không tốt này. Đấy, muốn đánh lửa, các bạn nhìn thấy khói nó bốc lên chưa? Đấy. Thì bây giờ mình phải vệ sinh nó thật sạch đi, thật sạch đi. Đây là nó do nó mò ve, nó tiếp xúc không tốt. Và bây giờ tôi lại vệ sinh lại một lần nữa nhá. Giữa hai cái khe của cái lưỡi gà này, khi mình vặn nó cong lên cong xuống ấy, các bạn cọ thạch ấy. Và con này thực chất là nó cũng chỉ dùng lâu rồi nó bị mo ve thôi, chứ còn nó cũng mình vệ sinh thì là được, chứ còn cũng không hỏng cái gì. Hơi nóng nên mình không dám cầm hẳn vào được. Và bây giờ mình cắm điện lần nữa này. Đấy, các bạn thấy đánh sạch đi nên là đèn báo nhá, đèn báo này. Mình tắt cái điện sáng đi này, đèn báo nguồn này. Đấy, đèn báo nguồn nhá. À, các bạn thấy sáng chưa? Và tắt này. Đấy, tiếng, các bạn nghe tiếng nách tách nhá. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong với mọi người cái cách điều chỉnh cái bàn là không vào điện. Nó rất đơn giản. Các bạn nếu như có thì cứ làm theo như thế nó sẽ ok. Để phục vụ chị em nhà mình nó thêm xinh đẹp hơn. Các bạn xem video thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.